Nào, mày có thích chơi bắp ít không? Tao dạy mày chơi bắp ít nhá. Nào. Ôi, các bạn thấy mèo nhà mình siêu chưa? Ôi, sao bấm hết thế này? Đấy. Nào, bấm nó đi. Ê, xong rồi các bạn ơi. Đây, nào, ăn xúc xích nhá. Nào, với được thì ăn, không với được thì thôi nào. Ui. Ăn từ từ thôi, tao không chăn mắt của mày đâu mà ăn nhanh thế. Nào, ăn đi. Nào, đứng dậy mà ăn đi. Mèo nhà các bạn có thích ăn xúc xích không? Mimi nhà mình thích ăn xúc xích lắm. Ăn đi, ăn đi. Ăn từ từ thôi, sao ngấu nghiến thế? Các bạn ơi, mình cho nó ăn mà nó cứ tưởng mình ăn chăn của nó hay sao ấy. Ui, ăn từ từ thôi. Ui. Nào, ăn đi. Ui. Thế ăn chậm thôi. Úi dồi ôi, ăn nhanh nhẹn đấy. Các bạn ơi, mèo nhà mình sắp ăn hết xúc xích rồi ạ. Nào, ăn tiếp đi. Ô, lúc nãy ăn nhanh lắm mà sao bây giờ ăn chậm thế? Rồi, ăn hết cái xúc xích rồi. Giờ đi về, tao rửa chân tay cho mày ngủ nha. Nào đi.